Đài Trang xin trân trọng kính chào quý khán thính giả trên hệ thống truyền hình VNBC được phát trên băng tần 23.4 và Galaxy 19 phát hình toàn cõi Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Đài Trang rất là vui khi được đón tiếp quý vị đến với chương trình Tâm sự nghệ sĩ. Và kính thưa với quý vị, tất cả chúng ta khi mà chúng ta nói đến nghệ sĩ thì lúc nào trong giới văn nghệ sĩ cũng có rất nhiều các lĩnh vực, trong đó có viết văn, có làm báo, có các nhà thơ, rồi cũng có cả các ca sĩ, các nhạc sĩ. Nhưng đặc biệt trong phim trường của hệ thống truyền hình VNBC ngày hôm nay có sự hiện diện của một gương mặt rất là khả ái, và cô là Hoa hậu của Việt Nam. Đài Trang xin trân trọng giới thiệu đến với quý vị Hoa hậu Hà Kiều Anh. Chị Đài Trang chào Hà Kiều Anh. Dạ, em xin chào chị Đài Trang. Và Kiều Anh cũng xin chào quý khán thính giả của đài VNBC. Chào Hà Kiều Anh. Ngày hôm nay khi mà hệ thống truyền hình VNBC đón tiếp Hà Kiều Anh ở tại phim trường của đài đó, thì tất cả các anh chị em từ ở trong ban kỹ thuật cho tới các cộng tác viên là thấy từ ngoài cửa đi vô là đã sầm xì rồi. Sao mà sầm xì nói chị Hà Kiều Anh ở hòn ngoài đó còn đẹp hơn là ở trong phim nữa. Em cảm ơn chị làm cho em nở lỗ mũi. Không, đó là sự thật đấy. Hà Kiều Anh Hà Kiều Anh là định cư ở tại Việt Nam, nhưng lần này thì đến Mỹ. Yeah. Thì Hà Kiều Anh thấy khán thính giả ở Hoa Kỳ như thế nào? Thật ra thì đây cũng là cái lần đầu tiên mà Kiều Anh ở Mỹ lâu nhất. Bởi vì trước đó thì khi mà đến Mỹ á, thì em toàn là đến du lịch hoặc là đến làm show rồi quay về. Nhưng mà bây giờ á, thì cũng đang tìm hiểu và muốn định cư ở lại Mỹ một thời gian. Wow, vậy là welcome đấy nha. Và cũng cũng thử qua một vài những cái chương trình rồi thì em cũng cảm thấy là Mỹ có một cái gì đó, những cái kiều bào ở Mỹ là những cái người cộng đồng Mỹ Việt Nam tại Mỹ thì nói chung là rất là có một cái tấm lòng rất là cởi mở, và cái điều đặc biệt hơn nữa là rất là chân tình. Tất nhiên ở Việt Nam mình thì ngay cái quê hương của mình thì nói chung là mình cũng có một cái tình cảm khác. Bởi vì nơi đó là mình đã lớn lên và đã cho mình rất là nhiều thứ. Thế nhưng mà khi mà đến đây thì tuy là sống xa quê hương nhưng mà mình cảm thấy là luôn luôn giống như là ở nhà vậy. Và khi mà em đi ra đường thì cũng rất là được nhiều các cô dì chú bác hoặc là các em nhận ra mình rồi cũng hỏi thăm, và cái đó là cái gì đó rất là ấm áp nha. Chắc chắn rồi, khi mình là một nghệ sĩ, nhất là người của công chúng, mà mình đi đâu mình được khán thính giả thương yêu đó, thì đó là cái phần thưởng vô giá. Tên Hà Kiều Anh là tên thật hay là nghệ danh của Hà Kiều Anh? Dạ là tên thật á. Thật ra thì hồi đó khi mà mẹ em mang thai em á, thì vì hồi đó là chưa có máy siêu âm nên là không có biết được là trai hay gái. Nhưng mà nhìn thấy cái bụng cứ nhọn nhọn nên mọi người đoán là chắc là kỳ này là sanh con trai đây. Thế là mẹ em với lại ba của em á, là hoàn toàn đặt tên con là con trai hết. Ví dụ như là vì ba em là họ Hà mà, nên là Hà Vương Sơn rồi là Hà Anh Sơn rồi đủ các thứ, không hề nghĩ đến tên cô con gái. Cái đến lúc mà đi sanh ra thì lại tỏi ra một cô con gái ốm nhom nhét mà dài ngoằng à. Cái lúc đó ba em là chết rồi, bây giờ đặt tên là gì đây? Thì cuối cùng là nghĩ mãi không ra tên, vì mẹ em tên là Vương Kiều Oanh, cho nên mới nói là thôi lấy tên mẹ, đặt vô bỏ chữ O đi là Hà Kiều Anh. Wow, thành ra tên Hà Kiều Anh cũng có nhiều điểm rất là hay đấy. Dạ, nhưng mà em cũng có nghe một vài người ông bà nói là thường là có hay lót chữ Kiều thì đời sống hay gặp lận đận. Nếu vậy thì đời sống của Hà Kiều Anh có gặp lận đận về tình cảm không nè? Thật ra thì bao giờ người ta cũng nói là hồng nhan bạc phận hết á. Rồi là nói là thường thì người phụ nữ đẹp thì bao giờ cũng chuyên trong tình cảm. Đúng rồi. Thế nhưng mà thì em nghĩ rằng đối với một con người thì ai cũng có lúc lên và lúc xuống, cũng phải có gập ghềnh, có sóng gió thì mới có những cái ngày tháng bình yên. Và cái điều quan trọng là khi mà mình có mình gặp sóng gió thì mình có cái nghị lực để mình có thể vượt qua được tất cả. Và cuối cùng cái kết quả cuối cùng là gì? Là mình đã có được một cái điều mà một cái cuộc sống bình an và một cái gia đình hạnh phúc. Thì em không có ngại gặp sóng gió đâu, bởi vì rằng em nghĩ rằng đối với một cái cuộc đời của một con người nó dài lắm và nó phải có những lúc thăng trầm. Đúng rồi. Và mình sẵn sàng và mình đón nhận cái thăng trầm đó, và qua mỗi một cái lần vấp ngã thì lại cho mình một cái bài học kinh nghiệm để mà mình đi lên tốt hơn. thì đó cũng là một điều tốt. Đúng rồi Hà Kiều Anh. Đài Trang cũng biết đó là mình khi mà một cái kiếp nhân sinh của con người đó thì không có thể nào mà không có những cái sóng gió được. Đâu có ai mà trọn vẹn đâu. Nếu mà mình biết, thí dụ đi đến với một cuộc tình đó để rồi gãy đổ thì không ai dạy gì để tới. Đó thì nhiều khi có những cái vấp ngã rồi chẳng lẽ bắt mình phải ở vậy luôn sao? Đúng không? Thì mình lại phải có thêm những cái bước ngoặt mới. Nhưng mà cái điểm hay nhất là khi mà mình có những bước ngoặt mới, mình đã rút được kinh nghiệm từ những cái không có may mắn của những lần trước, và bây giờ mình trân quý những cái gì mình đang có trong tầm tay của mình, thì đó là cái điều mà tuyệt vời nhất. Chị nói đúng lắm đó. Thật ra thì mỗi một lần vấp ngã thì Kiều Anh cũng học được rất nhiều cái bài học cho mình, và cũng trau dồi thêm cái kinh nghiệm để mỗi ngày một già đi. Nhưng mà thật ra thì em thấy là hình như là mỗi một lần vấp ngã đều có những lỗi lầm khác nhau, không có bao giờ lặp lại cái lỗi cũ hết. Đúng rồi. Cho nên là cứ vấp ngã hoài. Thì bởi vì mình mới nói là nhiều khi mình cái trường đời là bất tận, là vô tận, học hoài mà cũng có những bài học cứ phải học hoài, có khi cho tới khi già rồi, đầu điểm xương rồi vẫn còn phải học. Thành ra không có lúc nào mà chúng ta không có ngừng học hỏi hết. Trở lại với sự nghiệp của Hà Kiều Anh thì Hà Kiều Anh bắt đầu đi thi Hoa hậu vào năm nào? Phải nói ra thì cũng là một cái duyên. Thì năm đó khi mà em đi thi Hoa hậu là mới có 15 tuổi. Wow. Là 15 tuổi đã đạt danh hiệu Hoa hậu rồi, thì có lẽ là một cái cô Hoa hậu mà trẻ nhất từ trước đến nay trong các cái Hoa hậu của Việt Nam. Thì cũng không phải là một cái gì hết, nhưng mà hồi đó là khi em còn nhỏ mà lại trưởng thành lớn hay sao đó, thành ra là cao lắm mà ốm nho. Mà em còn nhớ lúc đi thi là cao 1m70 mà nặng có 49kg thôi. Ốm lắm đó. Thế nhưng mà cũng không có định đi thi. Thì khi mà đi chụp hình người mẫu cho báo thì là mấy anh chị ở báo Tiền Phong mới nói là ô em ơi em đi thi đi, các anh chị mới kêu là đi thi. Nói không, nhưng mà em sợ lắm, nhỡ rớt thì sao. Các anh chị nói thì cứ đi đi cho nó vui. Thì thực sự là khi mà em đến với cuộc thi thì không bao giờ nghĩ mình giành ngôi vị Hoa hậu hết. Chỉ nghĩ là mình chỉ là một đi thi để mà đúc kết kinh nghiệm, thì cũng mơ ước lắm. Tại vì trước đó là đã đi thi cuộc thi người mẫu rồi, thì đã đoạt giải nhất trong cái cuộc thi tìm kiếm người mẫu cho công ty Confectimax. Vì ngày xưa là cái thời đó là năm 91, 92 là người mẫu thời trang không có nhiều như bây giờ. Tức là chỉ có các công ty may mặc thì họ tuyển dụng cái người mẫu cho công ty của họ mà thôi, và mình làm độc quyền với công ty họ. Thì em cũng làm cái người mẫu cho công ty Confectimax cũng được gần một năm. Thì sau đó thì mọi người cứ nói là đi thi, bạn bè ở trong cái công ty cũng đi thi. Thì mình cũng nghĩ là thôi đi thi cho nó vui. Mà lúc đó ai cũng nghĩ là mình phải 17, 18 tuổi chứ không ai nghĩ mình 15 tuổi hết. Đúng rồi, tại vì cao quá. Thì em đi thi thì em còn nhớ là nói dối bố mẹ, đâu có cho ba mẹ biết là mình đi thi đâu. Lén, mà em nhớ là cái ngày đi thi còn không có tiền mua quần áo, chỉ mặc áo dài học sinh, mặc áo dài trắng đi thi. Rồi cũng không có tiền để làm gì hết, cũng không có làm make up, tự mình make up ngoạch ngoạc lên. Đến khi mà vô vòng trong rồi thì mẹ em mới biết, lúc đó mới dẫn đi ra ngoài là may áo dài Sĩ Hoàng, là may áo dạ hội để đi thi. Thì phải nói thì đến lúc mà khi mà đậu thì lúc đó cái cô Vy Thị Đông là cô Á hậu 1 thì ai cũng nghĩ là cô sẽ là Hoa hậu. Tại vì cô lúc đó là cô 17 tuổi, nhưng mà cô đẹp lắm cô chị, cô rực rỡ, cô trắng mà cô có một cái gì đó rất là rực rỡ. Thì mình giống như là một cái con bé mà xấu xí đi bên cạnh em cũng không bao giờ nghĩ xấu xí được. Em không nghĩ là mình đậu. Thì ai ở trong hậu trường cũng nói chắc là Vy Thị Đông, tại Vy Thị Đông cũng được hoan nghênh lắm, làm cho mình cũng mất tự tin nữa. Là thì tại vì lúc đó thì khi mà qua các vòng rồi thì bắt đầu thấy mình cũng được nói nhắc đến nhiều rồi là này kia, thì cũng có một cái niềm hy vọng là có thể đâu biết đâu mình sẽ thành Hoa hậu. Nhưng mà trong bụng thì cũng nghĩ là thì chắc là Á hậu là cũng vui rồi. Thì đến lúc mà đi thi thì vô vòng trong thì không ngờ thì em lại bốc được một cái câu hỏi ứng xử rất là dễ. Thì cái đó cũng là một cái góp phần mà để cho mình tạo được thêm một cái điểm nhấn với lại ban giám khảo. Và cái chị Phương Thảo MC thời đó thì khi mà đọc tên á, thì thay vì là phải đọc Á hậu 2, rồi Á hậu 1, rồi mới cuối cùng là Hoa hậu, thì chị đọc Á hậu 2 xong chị dắt tay em lên, chị kêu Hà Kiều Anh. Thì em nghĩ ôi thôi, Á hậu 1 rồi. Yeah. Cuối cùng chị lại nói là em là Hoa hậu rồi. Trời ơi, em còn nhớ là cái cảm giác đó không thể nào mà diễn tả được. Sung sướng mà nói chung là hạnh phúc, mà đến nỗi mà khóc quá trời, khóc đến nỗi rơi hết cả lông mi, cả trên mặt, rồi là vương miện cũng rơi xuống luôn. Nói chung phải nói thực sự là kinh khủng. Chắc chắn rồi, nhưng mà từ khi mà đoạt giải Hoa hậu cho tới sau này đó thì chắc có lẽ là cũng không có đơn giản trong cái cuộc sống thường trực của thường ngày của Hà Kiều Anh nữa rồi. Bởi vì đã trở thành một hoa hậu, rồi trở thành một người mẫu nổi tiếng, từ người mẫu thành một hoa hậu nổi tiếng thì chắc chắn mỗi lần đi đứng ở ngoài đường, rồi mỗi lần tham gia những cái buổi trình diễn là cuộc sống của mình là sẽ bị chú ý. Lúc đó Hà Kiều Anh có thấy bị một cái khó khăn nào không? Thật ra thì khi mà em đội cái vương miện Hoa hậu á, thì còn quá nhỏ, mới có 15 tuổi, thì cái kinh nghiệm về cuộc đời á, nó vẫn chưa có nhiều, và vẫn nghĩ mọi thứ vẫn là một cái màu hồng, mà mình lại phải gánh lên cái vai mình một cái gánh nặng. Làm sao, tức là có được cái vương miện đã khó rồi, mà để giữ gìn cho nó, làm sao cho nó tỏa sáng mãi thì lại càng khó hơn. Và khi đã là một cái người của công chúng thì mình không còn là mình nữa, mình luôn luôn phải sống vì mọi người. Mình phải biết rằng là mình cũng không còn có bí mật riêng tư nữa, bởi vì khi mà mình có một cái bí mật gọi là bí mật thì đã đưa lên mặt báo rồi. Đúng rồi. Là thì như vậy mình cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn trong cuộc sống. Tất nhiên được cũng nhiều mà mất cũng nhiều. Nhưng mà cuối cùng thì em cũng thấy rằng là cũng chưa bao giờ hối hận vì cái điều mình đã làm hết. Nhưng mà phải quả thực rằng là để giữ gìn được cái vương miện đó luôn ở trên cái luôn tỏa sáng á, thì phải thực sự là rất là khó khăn, gian nan lắm. Và cuộc sống là một người nổi tiếng cũng không đơn giản chút nào. Chắc chắn là như vậy, tại vì mình là một người nổi tiếng thì nhất cử nhất động, bất cứ mình làm gì, bất cứ mình đi đâu là mình đều bị chú ý, và có đôi khi có những nỗi oan ức nữa. Thí dụ như là mình bị một cái oan ức nào đó thành một cái scandal mà mình đính chính cũng khó, mà mình muốn nói thì nó cũng không nên lời. Chị Đài Trang rất hiểu những cái trường hợp như vậy. Ví dụ như là một người bạn bình thường thất tình thì không ai nói gì hết, rồi lại yêu một người mới cũng không ai nói gì cả. Nhưng mà mình mà thất tình thì là coi như là sẽ bị rất là nhiều người soi mói, rồi nhìn vào là tại sao, rồi phân tích, rồi mổ xẻ. Rồi nhiều khi nói những cái điều mà nó không phải là sự thật, làm cho mình cũng bị stress luôn. Vậy Hà Kiều Anh có bao giờ thất tình chưa? Thật ra thì đến từng này tuổi thì chắc cũng phải có một vài lần thất tình. Nhưng mà cái thất tình đó nó cũng có nhiều cái vui lắm chị. Tại vì trong cuộc sống thì em nghĩ rằng luôn luôn phải có tình yêu. Tại vì tình yêu nó làm cho con người mình thêm hưng phấn, và mình cảm thấy là mình yêu đời hơn, mình hạnh phúc hơn. Và mỗi một cái lần mà mình thất tình thì lại có một cái kinh nghiệm để lần sau mình, để đến bây giờ là ông chồng em là lãnh hậu quả đấy. Của những lần thất tình đó. Thí dụ như hậu quả gì? Hậu quả có nghĩa là, tại vì mỗi một lần mình thất tình là mình rút ra được một kinh nghiệm mà. Và mỗi một cái kinh nghiệm đúc kết đó thì bây giờ đến cái ông chồng của mình là mình đem hết tất cả những kinh nghiệm đó mình dồn lên đầu chồng. Nghĩa là xử lý nghiêm ngặt luôn. Rồi khi mà Hà Kiều Anh bắt đầu bước qua một bước ngoặt mới thì có bao giờ em nghĩ về cái quá khứ lúc mà khi mà chưa có thành danh không? Thì em có bao giờ em nghĩ về cái khoảng thời gian đó? Thật ra thì cái tuổi thơ của em cũng là một cái tuổi thơ rất là gian nan. Không phải là được tất cả mọi thứ một cái màu hồng. Khi mà mới sanh ra thì được gia đình hai bên nội ngoại rất là cưng chiều. Nhưng mà rồi sau đó khi mà lớn lên khoảng được 5 tuổi, từ 3 tuổi là bố mẹ em xa nhau. Thành ra là mà một mình mẹ em dẫn em vào trong Sài Gòn để lập nghiệp. Và hai mẹ con đã lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thì mẹ yêu thương con, rồi con yêu thương mẹ. Và hai mẹ con từ đó mà đi lên với nhau. Thì cũng phải nói thật là rất là gian nan. Tại vì cái thời đó của Sài Gòn mình là cả nước Việt Nam mình thì ở đâu cũng nghèo khổ. Cho nên là ở đâu cũng khó khăn, cho nên không phải ai cũng có một cái đặc quyền riêng gì, mà đều có một cái khó khăn chung cả. Em còn nhớ là hồi em còn nhỏ là ăn cơm chan nước lã là chuyện thường tình đó. Mà mẹ đi làm về mà mua có một quả trứng thôi, nhưng mà hai mẹ con là chia nhau, thường là mẹ nhường cho em ăn hết à. Nhưng mà phải nói thật là cái đó cũng là những cái mà cái kinh nghiệm để cho mà mình sau này mình biết, để mà mình quý trọng tất cả những cái gì mà mình đang có. Và rồi thì khi mà cái con đường mà đến với nghệ thuật nó cũng rất là tình cờ, thì cả gia đình em hai bên nội ngoại là đều làm về những cái việc, ví dụ như là ông ngoại thì làm về xây dựng, còn ông nội ấy thì làm về ngoại giao. Đó, thành ra là không có một cái gì liên quan đến ngành nghệ thuật hết. Và khi mà biết em đi đến với nghệ thuật thì cả hai bên đều phản đối. Thế nhưng mà mình thì mình cứ quyết tâm đi theo đuổi cái con đường mà mình yêu thích thôi. Và khi mà tức là cũng có, em cũng là học thanh nhạc đó chứ, cũng tốt nghiệp trung cấp nhạc viện Sài Gòn đó, về khoa thanh nhạc, nhưng mà cũng không chọn cái con đường ca sĩ, tại vì nghĩ rằng là ông bà mình thường nói là nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Khi mà mình muốn thành công trên một lĩnh vực thì mình chỉ chọn một lĩnh vực đó thôi, và phải đi thật cho nó chắc trên con đường đó, để sau đó mình có thể tỏa ra mình chọn những con đường khác. Đúng vậy. Thì cuối cùng là em chọn là cái làm diễn viên và làm người mẫu, để cho mà mình có những cái mình chú tâm vào một cái việc mình làm, và mình sẽ gặt hái được thành công hơn. Và quả thực là cái con đường mà đi đến với thành công thì cũng không phải là gian nan. Thật ra đối với em thì luôn luôn ông trời cho em rất là nhiều thứ, và mình cảm thấy mình rất là may mắn. Thế nhưng mà để gìn giữ nó được tồn tại mãi qua năm này đến tháng khác thì cái đó mới là cái khó khăn. Đúng vậy. Vậy thì bây giờ trước khi chúng ta tiếp tục tâm sự với quý khán thính giả thì chắc có lẽ Hà Kiều Anh và chị Đài Trang chúng ta cùng nhau mời quý khán thính giả xem qua một cái trailer mà chị Đài Trang đã có dịp xem qua và biết cách đây mấy năm, vào năm 2008 phải không? Đó là cái phim Đẻ Mướn. Dạ, đúng rồi. Kiều Anh xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức.